giống y thôi, thôi thôi em không có lấy cho chị đâu. Sao đâu thi thích thì thôi lấy nè. Thôi chị kỳ quá à, giúp em nhặt cái này nè cho hư mẹ luôn. Ủa sao em phải mua cái khác mắc lắm chị ạ. Thôi thôi cái này mắc lắm. Hi, chào tất cả các bạn, mình là Miss Thiên Đàng. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi khám phá tủ lạnh của một người chị rất là quen thuộc. Đi xem thử nha. Ta da, ủa sao tàn kem không vậy chị? Cái này em tưởng là cái đồ bịt trơ con mắt phải không? Ừ đúng rồi. Chị bị mất ngủ nên chị bịt bịt trơ cho. Đây em nào mệt lắm. Ừ em thấy nó giống như là, em tưởng cái này giống như là để chợ thằng nào mất chạy. Mẹ chợ thằng đó. Còn cục này là để cho cái quạt phải không? Nhà em cũng có một cục. Nhưng mà cũng mà. Cũng giống để chợ MC luôn. Cũng giống để chợ MC luôn. Trời ơi chị bị sốt hả chị? Hay bị sốt. Giờ này sốt nguy hiểm lắm nha. Chị sốt thì chị nói em trước nha. Ok, ở đó rất là nhiều kem, nhà mình thấy có vẻ thích ăn kem quá ha. Nhưng mà trong này không có cây kem nào mà em thích hết. À có cái kem mà em thích nhất. Cái kem da u. Ủa mua? Hơi lâu chắc khoảng 3-4 tháng. Kem da u này nó, em thấy dạo này nó hơi mẫu mã vậy thôi chứ nó ở trong nó hơi chất kỳ. Ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều vitamin. Chị Ngân có vẻ rất là quan tâm. Ủa vitamin? Và mango mà em thấy có chữ vita cái em tưởng là min nữa chứ vita 400. À ok, ủa mà sao chị lại uống cái này? Tại vì siêu thị nó bán với rất là nhiều sữa, rất là nhiều sữa để mình làm tăng vòng một đó mẹ. Mình phải tăng vòng một đó mẹ nha. Chị bị loãng xương không, sữa đậu nành thì dành cho bạn nào mà đó thì cũng hiểu thì đúng không, mấy đứa trai thì hạn chế uống nha, trai uống nhiều thì loãng xương. Sao chị không mua Ensu hay cái gì đó? Xấu lắm. À ờ Ensu nè. Không nhưng mà Ensu mập đúng chị. Nó có mập đâu, thằng Hiếp mỗi ngày tống hai chai cũng mập luôn. Vậy đó, nó làm cái gì khác, nó mập cái khác rồi đó. Chị không biết đâu, có những cái mà trời ơi nước ngọt. Má ơi, cái nhà này ăn uống gì mà không heo thì gì luôn á. Nhưng mà không ai mập, em thấy không, quan trọng là không có ai mập. Em thấy không quan trọng là không có ai mập. Cho chai rượu nữa nè, để chị em mà buồn đúng không? Mỗi tối buồn là làm. Ủa mà thấy có vẻ để hơi lâu. Đúng rồi. Hay nó là chai nước mắm vậy em? Không. Từ năm ngoái đến năm nay rồi nhưng mà chưa có dùng. Collagen à. Ăn cho nó đẹp da. Chị mời em ăn chứ đừng mời không ăn cái này đâu đó. Ngon á. Bình thường là mình hay uống collagen nhưng mà mình sẽ ăn. Ngày chị ăn mấy bình vậy? Một cái là 100 ngàn á. À em để chị lấy về cho em ăn nha. Con bé nó thèm chị tội. Thấy khổ lắm. Không phải tôi lấy à. Chị... Lấy do Thi cái bọc á. Nãy giờ Thi cũng gom được nhiều đồ lắm. Không có gom thì chị nói gì kỳ quá à. Cái này là em lấy về cho Linh làm cái này để em giới thiệu. Thôi em kỳ quá à nè, đó cái make up nữa nè. Cái đèn tí chị lấy về. Tốc độ nhanh lên nè, đó. Trời ơi. Như quẩy trong bà. Ủa, quẩy gì anh? Không, cái này là mình chị Ngân cho mình coi thôi. Chứ không có phải là mình lấy về. Không. Ok, vậy giờ với đóng đồ chị có thể gợi ý cho em là mình nấu món gì được không? Thôi. Ai mà đi nấu mì gói nước sôi. Thôi bây giờ em làm bánh đi. Mình làm bánh, em mới đọc được trên mạng là làm bánh chỉ với 10 phút mà không cần lò nướng luôn. Ủa mình có tính tới chuyện chọn nhà không chị? Tại chị ở đây cũng 5 năm rồi đó. 5 năm thì mình dọn đi chị ơi, đó trời ơi đâu. Ý là mình dọn qua tòa nhà mới, mình thay đổi không khí. Mà tại sao lại dọn đi, chị ở đây vẫn ok mà. Nó tươi mới hơn á chị. Thôi em nói cái nhà này nó bị nói em không có tin em. Em mới dạy gần đây là em mới học gọi là coi phong thủy đó. Thì không? Dương thịnh quá. Rồi giờ bật bếp. Ủa chỗ bật lên được rồi nè. Ok. Bây giờ mình sẽ có cái cục bơ. À đúng rồi, cái cục bơ hồi nãy của chị á. Dạ đúng rồi. Thôi không cần đông điếc gì đâu chị, mình ước lượng đi. Để tí nữa mình đãi mấy anh em ở đây ăn nè. Để em giảm mất cái lượng dương ngày hôm nay cho chị. Dạ đúng rồi. Cái này là mình làm muối nè. Em muốn gì đường? Cái này là đường nè. Là bây giờ mình đường mà sẽ để trong cái hũ đun bò bánh mắm xoài cóc, chân gà xả tắc. Ủa tiết kiệm. Ok đây, đường, trứng, bơ, cacao với cái gì nữa nè, sữa tươi, à sữa, bột mì đa dụng. Đào bật bếp cho chị. Hay quá à. Bình thường cô cũng phải bật trẻ hả? Dạ. Trời ơi, thôi này nó ghê hơn. Xong nó lùi lại giống như là chị cứ bỏ vô đi rồi em ước lượng cho. Mấy cái này mình làm hoài gì đâu các bạn. Đây là cách để nấu một món bánh. Dạ đúng rồi, trong vòng 10 phút. Ủa
Hamburger ít quá, chị cho thêm vô giùm em đi. Chị muốn bánh ngọt hay bánh mặn thì chứ? Ngọt đi. Ok, chị cho được nhiều nữa. Nữa hả? Em thấy nhiều lắm, em thấy trong clip. Rồi, ok, được rồi đó. Em đã từng làm chưa? Em làm rồi, em làm ở trong... Trước khi mỗi lần mà em làm cái gì á là em sẽ phải làm cái món đó trong trí tưởng tượng của em. Đó. Trộn luôn. Chị trộn vô luôn, chị khuấy nó lên. Em á chị, em thấy ở nhà này em sống được cái anh tập gym đó. Trời, nhìn vậy thôi chứ nó cởi đồ ra là phê lắm. Em không có cần cởi đồ, em không có... Ý em nói là cái tính cách, cái tính cách em thấy được có trời, dễ thương mấy nghe đó. Sâu hả? Trời, đúng rồi, nó nhỏ thôi. Sâu trên năm 9 mấy, 95 97. Trời ơi, trai hơn 2, trai hơn 1. Chị không biết hết 95. Tức là sao? Em thích hả? Em thích hả? Không có thích, chị nói cái gì? Không có gì đâu nha, sao? Sao là sao là em của chị? Em ruột. Em kiểu em giống như hiếp á. Em giống như hiếp là sao chị ý á chị? Ý là sao nè? Em giống như hiếp là có chị có nhường được em không hay là sao? Ý là nó là em của chị. Còn à, ý là cái chuyện mà ấy thì em thích thì chị giới thiệu cho em. Thôi giới thiệu gì chị kỳ quá à. Sao là em kết nghĩa của chị phải không? Ừ, em giống như hiếp á. Vậy thì em giới thiệu chị. Em là em dâu của chị. Em là em dâu của chị. Em là em dâu của chị. Em nói cái bánh này ra không ngon, không ăn tiền luôn. Ủa sao đâu rồi, hôm nay ăn bánh cho Thi làm nè. Chưa có xong mà chị để ảnh thấy cái món mà nó không có được chỉnh chu gì hết nè. Học đúng bánh sô cô la, bánh sô cô la mà chị. Đấy có 1 cục thôi đúng không? 2 cục. Có nhiều quá không ta, dài nhiều quá không? Trước khi mỗi lần mà em làm cái gì á là em sẽ phải làm cái món đó trong trí tưởng tượng của em. Ấy mình cứ ấy từ từ nha. À ok, có nhiều nhiều quá. Anh đụng ta. Trời ơi. Chị nhìn nó sẽ rất là ghê nhưng mà thiệt ra là nó sẽ ăn được. Nó sẽ rất là ngon. Ủa mà thấy cái bánh này nó sẽ cứng lại hả? Nó cứng lại chị, mình hấp nó lên, mình như kiểu mình hấp nó lên vậy á. A few minutes later. Chị chưa, nói thật chưa là, có chín lắm. Là trong video là Thi chỉ bảo là để 10 phút thôi đó các bạn. Để nấu một món á. Bỏ vô hết bánh. Dạ đúng rồi, trong vòng 10 phút, trong vòng 10 phút. Nhưng mà đã 30 phút qua mình với nó ngồi tám chuyện rồi. Không, không chị, không, cái này là mình nó chưa có được. Chờ nó thêm một chút nữa. Em ổn, em thấy ổn không? Ổn, ổn nè, trong clip em thấy người ta chọc cái đâu, tâm em vô. Thử, em thử ăn thử, đọc cái tâm vô rồi làm sao? Rồi em ăn thử xem. Được không? Ôi ôi ngon. Thì ngon. Ông chị xuất sắc. Ok, bây giờ tụi mình sẽ đi trải nghiệm quận 12 như thế nào mọi người ạ? À? Lần đầu tiên em về quận 12 hả? Lần đầu tiên em về quận 12 đó. Siêu phẩm mà chị nói phải không? Đúng rồi. Giờ mình chén nước mắm vô luôn hả? Chưa. Em dắt tắt chưa? Em chưa. Rồi, đây. Tắt á, em dắt đều lên. Bỏ vô đây hả? Ừ, bỏ đều lên. Em có ăn cay được không? Phải cho miếng cay. Ít ít à, nhưng mà thôi chị chen vô cũng được. Em đây. Không đến nổi. Cảm ơn. Ngon. Ừ. Mì ngon lắm. Đây là nghêu. Hấp nghêu xả. Ngon. Nhưng mà mùi xả hơi nặng. Em ăn con ấy thôi. Ủa, con em thích thấp cái nước hả? Thôi em thích thấp nước. Không, chị ăn chị không định thích thấp nước hết. Ngon. Chị ăn thiệt không mà đâu có. Hay là Thà Long. Thà Long. Nhưng mà chị biết là hôm nay tất cả những món này không thể bằng một món được. Chính là món sô-cô-la của em. Chính là món sô-cô-la của em. Chính là món sô-cô-la. Là nhờ có món sô cô la thì mới có cái đúng rồi cái bàn ăn như ngày hôm nay. Ừ. Nếu mà đúng rồi. Không Hương chở có ốc Hương bếp chín mùi gỡ hết ốc cái đĩa ốc Hương ra. Trời ơi, em cầm mà em rung tay luôn á. Đầu tiên em đi ăn mà có người gỡ hết ốc Hương cho em ăn luôn. May chứ hôm nay mà em nổi hứng đi xe máy qua đây chứ em chết giữa đường luôn chị. Đi xe máy rồi ai chở? Là ví dụ em tự đi xe máy á. Em làm content là tìm đường với nhà chị Ngân á. Là em đi tới sáng mai luôn. Là em đi tới sáng mai luôn. Trời đất ơi.
em với chị ăn thử cái bánh này nè. Chai nhanh trước hả chị? Để em có chừng nóng, tao sợ nóng á. Nóng không? Ngon đúng không? Trời ơi, sao vậy? Sao? Nó lạ quá chị, nó lạ quá. Nam chị thử xem nào. Trời, nó nhạt nhách luôn á. Nó là bánh sô-cô-la đấy ạ. Cái này giống bánh Oreon. Giờ mình đổ cái bịch sữa ra, mình chấm vô là ngon nè. Chị ăn thử xem. Rồi, tao nói Hiếp. Nè con. Nè. Cái này mà không ngon nữa thì Hiếp xỉu luôn. Ngon. Chị đừng tay em. Dữ vậy. Ngon luôn á. Ngon chứ. Thấy chưa? Nhưng mà chị phải có sữa vô. Đây cho chị miếng thôi. Cái miệng chị bị sao rồi á. Hiếp vậy tí nữa. Em ăn hết cái kia nha Hiếp.